Rồi, xin chào tất cả mọi người. Từ sáng hôm nay mình tiếp tục đi quay tiến độ các dự án lớn Tuy Hòa tháng 9 năm 2024 mọi người. Thì sau một tháng 8 thì tiếp tục tháng 9 thì mình sẽ quay xem thử tiến độ các dự án triển khai tới đâu. Hiện tại mình đang có mặt tại đường Lô Dũng và Nguyễn Du. Bây giờ mình sẽ rẽ phải đường Lô Dũng. Hiện tại ghép ngã ba này thì có đang thi công hệ thống con nước ở tại đường Lô Dũng mọi người. Hiện tại hệ thống thoát nước ở tại đường Lô Dũng không đảm bảo nên để triển khai thi công hệ thống thoát nước tại đường Lô Dũng này. Trước đây là ngã tư Nguyễn Huệ và Lô Dũng, giáp phận Trương Vọng Tư. Ở tại ven tường trường Học viện Ngân hàng, Học viện Phú Yên thì một số bức họa rất đẹp luôn. Các bạn sinh viên của trường Đại Kiến Trúc và Đại Xây Dựng Miền Trung đã vẽ những bức ảnh rất là đẹp luôn các địa điểm tại tỉnh Phú Yên mình. Còn một số dãy tường nữa chưa hoàn thiện, khi mà vẽ hoàn thiện thì sẽ rất đẹp. Đây là bản trường Mộng Tư mọi người. Còn trước đây là khách sạn Vin Tuy Hòa, rất đẹp luôn. Khách sạn đẹp nhất ở tại Tuy Hòa, mỗi thiết kế bên ngoài rất đẹp. Thì hôm nay là những ngày đã hết lễ Quốc khánh 29 rồi, thì công việc đã tiếp tục trở lại. Thi công đầu thanh nước triển khai ra tới đoạn này luôn mọi người. Thi công rất là dài luôn. Thông nước này lâu lắm rồi mới triển khai lại, trước đã thi công lâu rồi mọi người. Đây là phố đi bộ Phan Lê Thanh. Vừa rồi tỉnh có quy hoạch, thành phố có quy hoạch các hoạt động ban đêm vui chơi giải trí của thành phố Tuy Hòa. Bây giờ tại Tuy Hòa là hoạt động đêm là rất ít để níu kéo du khách, cũng như là nói khác là có thể lấy tiền được khách để thu nhập thêm cho ngân sách thành tỉnh cũng như thành phố. Thống thi công thông nước ở đường Lô Dũng triển khai ra tới đường Trần Phú rồi mọi người. Mình quay cả chỗ dự án hệ thống có thông nước đoạn quay đường Lô Dũng. Thì tiếp theo đây mình có sẽ quay dự án Sunshine Marina Phú Yên mọi người. Dự án này không biết đã sau bao nhiêu tháng triển khai lại chưa. Dự án này rất đẳng cấp nhưng mà triển khai rất chậm luôn.
sang bên trong thì không thấy thi công nữa mọi người. Dự án này chủ tư là công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hùng Dũng Phiên, phát triển dự án bởi công ty cổ phần phát triển Sunshine Home, đơn vị quản lý vận hành là công ty cổ phần quản lý vận hành khách sạn và khu nghỉ dưỡng Matterhorn. Dự án này không thi công, để mình quay lại quay các dự án khác cho người xem. Ngày lễ thì tại tỉnh Phú Yên mình cũng đã đón gần 50.000 lượt khách, tổng doanh thu gần 100 tỷ, tăng vừa sang năm trước, rất là vui. Tỉnh thành phố lớn các điểm du lịch thì mình không bằng, nhưng mà qua đó thì cũng đã là điểm nhấn của thành phố Tuy Hòa mình, như quốc đà đã phát triển du lịch tỉnh Phú Yên mình. Giờ Phú Yên này được nổi tiếng cả nước rồi, đặc biệt là các đoàn làm phim về đoàn phim tại tỉnh Phú Yên mình rất là nhiều luôn. Phía dưới này là biển, này là có các điểm cà phê giải trí, view biển của Stella Beach Resort. Đây buổi chiều rất là mát, buổi tối rất đẹp luôn. Đây là thác Kim Phong mọi người, ngày hết lễ là cũng rất đông du khách, còn tranh thủ chụp phần selfie tại thác Kim Phong này. Đây là núi Nhạn Resort. Thì về quan sát thì bên trong đang trồng các cây xanh và đang tu sửa lại nhà khách này lại để với đúng với những gì là mặt tiền được độc lập. Từ lúc trước kia thì nhà khách này nhìn rất là xấu xí cho một mặt đường độc lập của thành phố Tuy Hòa. Còn phía trước bên đây là dự án resort Kailas College City ở Tuy Hòa. Sau 4 năm thi công thì dự án vẫn đây vẫn chưa hoàn thiện. Phần khách sạn chính vẫn chưa triển khai, đang thi công các phần điểm nhà hàng, cà phê tại điểm giữa và các căn biệt thự. Dự án này tính ra 5 năm rồi mọi người, chẳng phải 4 năm đâu, 2019 đã giờ. Xây làm các hệ thống cây xanh rất đẹp luôn. Bên trong các căn biệt thự thì rất hoành tráng. Phía trước là trồng các cỏ tự nhiên và hệ thống đèn rất đẹp luôn. Phía trong các cái biệt thự đã hoàn thiện rồi, chủ yếu phần nội thất bên trong nữa. Đây là sân phao đã được lợi dụng, sau này chưa hoàn thiện đã bàn giao khách, nhưng mà ở đây đã cơ bản hoàn xong rồi.
thấy được là sông Hậu rất đẹp luôn. Như dự án lâu ra này đẳng cấp mới ở tại Phú Tuy Hòa, so với Rosembe thì cũng ngang nhau mọi người, rất đẹp luôn. Còn phần khách sạn chính sẽ sai hướng này, chưa triển khai. Thì khi mà hoàn thiện các phần shop house và villa thì sẽ triển khai phần khách sạn này. Đây là dự án resort ven biển, đoàn Vinaconex chưa triển khai, vừa rồi để dài 24 tháng mọi người. Rồi rồi, thì sớm giờ mình có bay tiến độ các dự án lớn Tuy Hòa tháng 9/2024 mọi người. Thì clip của mình đây hết, mình sẽ tiếp tục quay các dự án phần 2 cho người xem. Rồi, chào tất cả mọi người nha.